Hi hi hi, welcome back. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video của sinh viên Eric và mình là Lan Anh. Ok. Và rất là lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau trong video sách nói đúng không nào? Và ngày hôm nay thì cuốn sách mình mang đến cho các bạn đó chính là Tác Nhân Tâm, một cuốn sách rất nổi tiếng đúng không? Bây giờ thì không nói nhiều nữa nhá. Let's get it. Phần 1, nghệ thuật ứng xử căn bản. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, tiếng huyên náo và tiếng chân rầm rập ở trên đường phố New York, cảnh sát rượt đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm thì cảnh sát đã tóm gọn được Crowley, hai súng, một tên giết người hàng loạt, ngay tại nơi mà hắn không ngờ tới, chính là nhà người yêu của hắn ở trên đại lộ West End. 150 cảnh sát và mật vụ bao vây tòa nhà cao nhất, nơi mà hắn ẩn náu. Họ chọc thủng mái nhà, phun khói và bố trí cả súng máy tại các cửa sổ của những tòa cao ốc xung quanh. Âm thanh chất chứa của những tràng súng máy và súng ngắn vang lên liên tục chỉ trong một giờ đồng hồ. Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất ấy, Crowley ẩn người sau những chiếc ghế bành đội bông dày, quyết liệt chống trả lực lượng cảnh sát bằng những tràng súng liên thanh, nhưng cuối cùng tên tội phạm có tài thiện xạ này cũng phải đầu hàng. Cảnh sát trưởng New York, ông E.P. Moroney, nhấn mạnh rằng tên Crowley hai súng là một trong những tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác bậc nhất trong lịch sử tội phạm tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về con người Crowley là chỉ một lý do còn con, thậm chí là không cần bất kỳ lý do nào, hoặc đơn giản là để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào bất kỳ người nào khác và bóc cò. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của cảnh sát. Riêng tên tội phạm máu loại này thì lại không nghĩ như thế. Khi bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn, thì trong phòng Crowley đang viết một bức thư còn dính vết máu đỏ. Và đây là những gì Crowley đã viết: dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng, một trái tim không thể làm tổn thương ai. Đọc đến dòng này, ai chẳng thấy mình xúc động. Nhưng sự thật thì trái ngược lại với những gì hắn viết. Chỉ vài giờ trước đó, Crowley đã nã súng vào một tên cảnh sát giao thông khi anh ta chặn xe hắn để kiểm tra bảng lái. Khi viên cảnh sát ngã xuống, Crowley đã nhảy ra khỏi xe, chụp lấy khẩu súng ngắn của nạn nhân và lạnh lùng bồi thêm vài phát nữa cho thân hình đang run rẩy hấp hối. Crowley bị kẻ tử hình. Ở trên ghế điện của nhà tù Sing Sing, hắn còn ngụy biện rằng: phải chăng đây là sự trừng phạt mà tôi chịu vì đã giết người? Không, đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu chỉ vì tôi cần tự bảo vệ mình. Thật kỳ lạ là một kẻ thù ác rõ ràng như vậy lại không chịu nhận lỗi về mình. Tôi có trao đổi thư từ qua lại với Louis Lowe, viên cai ngục của nhà tù Sing Sing, nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở New York. Louis Lowe tâm sự: rất hiếm phạm nhân ở Sing Sing tự xem mình là người xấu. Họ nghĩ rằng họ cũng là con người bình thường như anh và tôi. Họ có thể kể cho anh nghe tại sao họ phá một cái sách nhanh như tay bấm có súng. Hầu hết bọn họ đều tìm cách đưa ra những lý do dối trá để bảo chữa cho những hành vi phạm pháp và vô lương tâm của mình. Họ kiên quyết cho rằng không có lý do gì để bỏ tù họ cả. Nếu như Old Capone hai súng và những anh tay anh chị thuộc những băng đảng xã hội đen không bao giờ nhận lỗi tại ác tay trời của mình, thì liệu những con người bình thường có thể dễ dàng tự nhìn nhận những sai lầm hết sức đời thường của mình hay không? John Wanamaker, người sáng lập các chuỗi cửa hàng bán lẻ mang tên ông, từng thừa nhận rằng: cách đây 30 năm, tôi hiểu rằng mắng nhất người khác là ngu ngốc. Tôi đã gặp nhiều rắc rối tưởng như không thể chịu đựng được trước khi hiểu ra một sự thật hiển nhiên mà Thượng Đế trao cho mỗi người một đặc điểm riêng. Không ai giống ai cả. Và chính vì như vậy, tôi không thể đòi hỏi một người hành xử giống nhau, và mọi người đều phải biết tự phê phán mình khi họ làm điều gì đó không tốt. Quả là Wanamaker, đại ba đã sớm nhận ra được bài học đó, trong khi tôi phải mất cả 1/3 thế kỷ này mới mò kiếm và bắt đầu tìm hiểu rằng có đến 99% trong chúng ta không bao giờ tự phê phán mình vì bất kỳ điều gì, cho dù chúng ta có sai lầm đến đâu chăng nữa. Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ chống đối và bào chữa. Chỉ trích còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm vào lòng kiêu hãnh cố chấp của con người, thì tổn thương tới ý thức về tầm quan trọng của họ, và kết cuộc thì tạo nên sự tức giận, căm thù. Chỉ trích còn gây phần chối bỏ trách nhiệm, đồng thời phát sinh tâm lý chán nản và nhụt chí trong khi lỗi lầm vẫn không được giải quyết. P.F. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, đã chứng minh qua thực nghiệm rằng một con thú nuôi được khen sẽ hành vi tốt hơn và học nhanh hơn, và cũng như nhiều tốt hơn một con thú bị trừng phạt vì hành vi xấu. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy phát hiện này cũng đúng với con người. Nhà tâm lý học lỗi lạc Hershey cho biết nỗi sợ bị lên án của con người cũng lớn như việc khao khát được tán thưởng. Cho P. Johnston ở Anit, Oklahoma, là người phụ trách về an toàn lao động cho công nhân trong một công ty thiết kế. Trách nhiệm quan trọng của ông là làm sao cho các công nhân đội nón bảo hộ mỗi khi họ làm việc ở công trường. Ông kể lại rằng mỗi khi bắt gặp công nhân không đội nón bảo hộ, ông thường dùng quyền lực ép buộc họ phải tuân theo quy định. Ông miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng ngay khi ông quay lưng đi, họ cất nón đi. Sau khóa luyện tại trung tâm của chúng tôi, ông quyết định thử thách một cách tiếp cận khác. Khi thấy một vài công nhân không đội nón bảo hộ, ông hỏi họ rằng phải chăng chiếc nón không thích hợp hay có điều gì đó không ổn. Sau đó ông nhắc rằng khi họ làm việc nên đội nón bảo hộ để khỏi bị tổn thương và gây ra nguy hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.
Kết quả là số công nhân chấp nhận đội nó đã tăng lên mà không có sự phản đối. Hay là thái độ khó chịu nào nảy sinh, có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay phê phán chỉ trích của con người trong suốt chiều dài lịch sử của mỗi dân tộc. Bản chất của con người là thế, những kẻ gây ác, chê trách người khác không bao giờ tự trách mà nhìn lại mình. Và những lời chỉ trích giống như chim bồ câu đưa thư bao giờ cũng sẽ quay trở lại nơi xuất phát. Có một điều rất nguy hiểm là những người mà ta chỉ trích, lên án chắc chắn sẽ tìm ra lý lẽ để biện hộ cho mình và cái đáng ngược lại chúng ta. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong phòng của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi từ nhà Hartford. Nhìn Lincoln bằng mắt kính trọng, lẫn tiếc thương sâu sắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Stanton thốt lên: "Đây là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của thế giới từ cổ chí kim." Bí quyết nào để tạo nên những thành công của Lincoln trong vai trò lãnh đạo như thế? Theo tôi, chính là cách ông đối nhân xử thế với mọi người đã giúp cho ông nhận được những tình cảm đặc biệt và lòng tin yêu hết mình của họ. Tuy nhiên, tính cách đó không phải do trời phú mà chính ông đã rèn luyện mà có. Ít ai biết rằng trước đây anh chàng Lincoln khi còn ở thung lũng Pecan Creek, bang Indiana, không chỉ thích chỉ trích cay nghiệt mà còn thường viết những bức thư và bài thơ chế nhạo người khác rồi giải ra đường cho mọi người cùng đọc. Cũng ai biết rằng luật sư xuất sắc Lincoln ở Springfield, bang Illinois, rất hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng cách viết các bài đăng ở trên những tạp chí địa phương. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng đó có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu như có một ngày. Đó là một ngày mùa thu năm 1842, chàng trai trẻ hiếu thắng đã chế diễn một cách chính khách, kiêu ngạo là James Shout ở một bài viết không ký tên đăng trên tạp chí Springfield. Cả thành phố cười nhạo James. Thế nên James sục sôi công phẫn, mỗi giá ông ta phải tìm ra kẻ viết bài vào đó. Ông phi ngựa đuổi theo Lincoln và ném găng thách cho Lincoln đấu kiếm vì danh dự. Lincoln không thích đấu kiếm, thậm chí ông ta từng đấu tranh chống lại hủ tục này. Trong hoàn cảnh đó, ông không thể né tránh nếu như muốn bảo toàn danh dự. Lincoln được phép chọn vũ khí vì có cánh tay rất dài, nên ông chọn thanh trường kiếm của kỵ binh, bọc đầu kiếm cấp tốc từ một người bạn tốt nghiệp ở trường West Point. Đến hẹn, ông và James ra một bãi cát ở trên sông Mississippi. May mắn thay, vào phút cuối, những người giúp việc của họ đã giúp cả hai cái đầu đang hừng hực khát sát khí hiểu ra mọi việc và chấm dứt một cuộc đọ kiếm mất bốn mất một còn. Chỉ đến khi đối diện với danh giới sự chống cập cái chết của chính mình và người khác thì Lincoln mới trải nghiệm đó thật là khủng khiếp. Cuộc đấu kiếm chết người bất thành đó đã dạy cho một bà cô lá về cách cư xử với người khác. Từ đó trở đi, Lincoln không bao giờ viết thư mang mã bất kỳ ai, không bao giờ chế nhạo ai và gần như không bao giờ chỉ trích ai về bất kỳ điều gì nữa. Trong cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các viên tướng M. Sheldon, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cầm đầu các đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng từng đã từng phạm những sai lầm khủng khiếp khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này, chỉ riêng Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ một ai trong số họ. Một trong những câu nói ông thường hay nói là: "Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án." Khi bà Lincoln và nội các của ông nên là gay gắt người dân miền Nam, Lincoln đã khuyên rằng đừng chỉ trích họ vì có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự. Có đôi lần, thiếu chút nữa Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích người khác, nhưng ông đã không chỉ trích mặc dù ông hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó. Trận Charlie Port diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 năm 1863. Đêm 4 tháng 7, tướng Lee thuộc lũ quân miền Nam bắt đầu rút quân về Việt Nam trong khi những cơn bão mang đến những trận mưa như chút nước. Phía trước ông và đoàn quân bị đánh bại trận ở dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa. Phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt đuổi. Lee bị kẹt ở giữa và hầu như không còn đường thoát. Từ bỏ chỉ huy, Lincoln lập tức nhận ra điều này là cơ hội vàng để bắt gọn đạo quân của tướng Lee và chấm dứt chiến tranh. Thế là Lincoln ra lệnh cho tướng Meade ngừng triệu tập hội đồng chiến tranh mà lập tức lên đường tấn công Lee. Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Meade yêu cầu phản động ngay lập tức. Nhưng tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh của tổng thống, triệu tập một hội đồng chiến tranh. Không chỉ có vậy, ông ta còn do dự kéo dài thời gian rồi đánh điện tín từ chối mệnh lệnh của Lincoln. Sáng hôm sau, nước rút, tướng Lee vượt sông Potomac với lực lượng toàn vẹn. Lincoln tức giận điên người, ông gào lên với Robert, con trai mình: "Trời ơi, cha không thể hiểu nổi. Chúng ta chỉ cần chia tay ra là có thể tóm gọn tất cả. Vậy mà tất cả những gì cha nói và làm đều không thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong cảnh thuận lợi đó, bất kỳ viên tướng nào cũng có thể đánh bại Lee. Nếu cha ở đó, có lẽ cha đã đánh bại tướng Lee ngay một trận." Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Lincoln viết cho Meade. Thời kỳ này, Lincoln cực kỳ bảo thủ và rất khó thay đổi suy nghĩ của mình. Chính vì thế, thư Lincoln viết cho Meade vào năm 1863 chứa đầy những lời lẽ trách móc và nặng nề nhất.
Tướng quân thân mến, ta không tin là ông không nhận ra hiểm họa trong việc đấu chạy thoát vừa rồi. Ông ta gần như đã nằm gọn trong tay của chúng ta, và nếu vẫn được ly, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế mà ông đã để vốn mất cuộc ngàn vàng, và một cuộc chiến này sẽ không biết còn kéo dài đến bao giờ. Nếu thứ hai tuần trước ông không để chiến thắng ly trong những điều kiện thuận lợi như thế, thì bây giờ và về sau ông có thể làm gì để tấn công được ly ở phía nam con sông? Trong khi ông chỉ còn 2/3 lực lượng mà ông đã từng có, chẳng có lý do gì mà ta có thể hy vọng ông sẽ chuyển được tình hình. Ông đã hoàn toàn đánh mất cội ngàn vàng có một. Không thể hiểu, tôi không thể diễn tả được nỗi thất vọng và tức giận của tôi ngay lúc này đối với ông. Các bạn nghĩ Miết đã làm gì khi đọc được bức thư này? Miết không làm gì cả, vì ông ta không bao giờ đọc được bức thư đó, đơn giản vì Lincoln cũng không gửi nó đi. Người ta thấy trong những hộp hồ sơ của Lincoln sau khi ông qua đời, theo phỏng đoán của tôi, chỉ là phỏng đoán thôi, sau khi biết viết bức thư này, Lincoln đã nhìn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng tự nhủ: "Con đã, có thể mình không nên vội vã như vậy. Chẳng có gì khó khi ta ngồi ở đây trong cảnh bình yên của Nhà Trắng để ra lệnh cho Meade tấn công. Nhưng giả sử ta đang ở West Tabard, từ lần vừa rồi tận mắt nhìn thấy cảnh máu đổ kinh hoàng như Meade đã từng thấy, ta nghe tiếng hét kêu gào của những đồng đội đang hấp hối như Meade đã từng nghe, thì có lẽ ta cũng sẽ không còn muốn tấn công nữa. Và hơn nữa, nếu như ta có tính nhút nhát do dự của Meade, có lẽ ta cũng sẽ làm đúng những điều ông ta đã làm. Dù sao sự việc đã rồi, nước đã chảy qua cầu. Nếu bức thư này được gửi đi, ta sẽ hả giận phần nào nếu mới có thể tìm cách tự bào chữa hoặc qua lại cái đám ta. Điều đó sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực, bản cản trở năng lực của Miss sau này với tư cách là một tổng tư lệnh. Và biết đâu, ai hại hơn nữa là vì thế ông ta có thể bị buộc phải ra khỏi quân đội. Đây là một sai lầm rõ ràng và chắc chắn Miss sẽ tự nhận ra sau này. Có lẽ chính vì những suy nghĩ này mà Lincoln đã gắn bức thư qua một bên. Ông đã đọc từ học từ kinh nghiệm cay đắng rằng những lời phê phán và chỉ trích gay gắt hầu như không bao giờ mang lại kết quả tiêu cực. Theodore Roosevelt kể lại rằng khi phải đối diện với những vấn đề rắc rối, ông thường ngả người ra ghế và ngước nhìn lên bức tranh khổ lớn của Lincoln treo trong phòng làm việc của mình ở Nhà Trắng và tự hỏi Lincoln sẽ làm gì trong hoàn cảnh này, ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Đại văn hào Mark Twain từng có lần viết thư cho mọi người là ông tức điên. Điều mà anh cần làm lúc này là giấy phép để tự mai táng. Anh chỉ cần thông báo tôi sẽ lo ngay được. Một lần khác, ông viết thư cho một nhà sản xuất, cho một nhà xuất bản về việc sửa bản in muốn chỉnh sửa lộ trình tả và cái chấm câu của ông. Sau này đừng có mà sửa gì trên những tác phẩm của tôi và bỏ tay sửa bản thảo ấy. Hãy giữ lại những ý tưởng điên rồ trong cái đầu tệ hại của anh cho đến chết đi. Việc viết những bức thư nặng tính chỉ trích mỉa mai thậm tệ như thế làm cho Martin cảm thấy dễ chịu hơn. Những lời lẽ cay nghiệt đó giúp ông giải tỏa được cơn giận, nhưng may thay mà chúng không gây thiệt hại gì bởi một điều đơn giản là phu nhân của Martin đã kín đáo giữ tất cả chúng lại. Những lá thư đó không bao giờ đến tay người nhận. Có người nào bạn đang muốn thay đổi họ và sửa mình để tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này, nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân mình nhỉ? Thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người khác, và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Không từ từng nói, đừng chỉ trích mái nhà rằng hàng xóm có nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch. Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai dẳng hàng chục năm trời, và thậm chí có khi đến lúc chết bạn vẫn còn bị thù hằn, thì hãy tặng cho họ những lời phê phán chỉ trích cay độc, cho dù bạn biết chắc chắn rằng những lời chỉ trích đó là đúng. Thực ra con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến, và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình nữa. Lối chỉ trích gay gắt đã khiến cho Thomas Hardy, một trong những tiểu thuyết gia lợi ích ở thời văn học Anh, đã phải vĩnh viễn từ bỏ việc viết tiểu thuyết. Cách phê bình cực đoan cũng như đã từng đẩy Thomas Chatterton và nhà thơ Anh đến chỗ tự sát. Benjamin Franklin, một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông đáp: "Tôi không nói xấu ai, mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi thấy được ở họ." Bất kỳ người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, oán trách, than phiền người khác, và hầu hết những người thiếu suy nghĩ đều làm như thế. Nhưng là một người biết tự chủ và có một tâm hồn hào phóng, bao dung, rộng lượng, cũng có thể hiểu và biết tha thứ cho người khác. Vì nhân thường biểu lộ, vĩ nhân thường biểu lộ sự vĩ đại của mình trong cách đối xử với con người. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cụ thể. Pop Hoover là một phi công lái máy bay trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong lần bay thử, khi ông cất cánh và lấy được độ cao, thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động. Nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo, ông đã đưa một chiếc máy bay đáp xuống đất. Mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng chiếc máy bay gần như hỏng hoàn toàn. Hành động đầu tiên của Hoover sau khi đáp xuống máy bay khẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của máy bay. Đúng như điều ông đã phỏng đoán, bình xăng của chiếc máy bay cánh quạt thời Thế chiến thứ ba không hề có chứa xăng, mà thay vào đó là đầy dầu phản lực.
Sở dĩ máy bay khởi động lúc đầu được là nhờ bình xăng còn sót lại trước đó. Khi trở về sân bay, ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của anh, của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức gần như cuồng trí khi Hugo đến gần, gương mặt thất thần và hoảng sợ của anh dàn dỗ nước.